Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là những thông tin thời tiết mới nhất dành cho đầu giờ sáng nay, 21 tháng 12 năm 2012 của kênh VTC14. Thưa quý vị, như vậy là đêm qua và sáng sớm nay, tại nhiều nơi trên khu vực Bắc Bộ trời vẫn còn duy trì nhiều mây và âm u, đồng thời có mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù. Đặc biệt là sương mù xuất hiện nhiều ở khu vực miền núi và vùng gần sông hồ gây cản trở tầm nhìn. Nhiệt độ thấp nhất đêm qua tại khu vực tiếp tục tăng lên và tiết trời đã trở nên ấm hơn. Khi sáng sớm nay nhiệt độ dao động trong khoảng 17 đến 19 độ, ngoại trừ vùng núi cao có nơi nhiệt độ còn ở mức dưới 12 độ như là Sapa và Nội Mẫu Sơn. Các tỉnh ven biển Trung Bộ, mưa đã giảm đi đáng kể so với ngày hôm qua. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ít biến đổi với ngày nắng, đêm không mưa. Sáng nay, hầu hết các nơi thuộc khu vực Bắc Bộ, độ ẩm không khí vẫn duy trì ở mức cao, phổ biến trên 90% nên tình trạng nhiều mây có sương mù và mưa nhỏ vẫn còn được duy trì tại khu vực. Vào khoảng thời gian sau 8 giờ sáng thì mật độ sương mù giảm dần và tầm nhìn thoáng hơn, cùng với sự suy yếu của không khí lạnh, nhiệt độ ngày và đêm nay sẽ tăng dần lên và trời ấm hơn ngày hôm qua. Tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay sẽ phổ biến từ 22 đến 25 độ. Đến đêm nhiệt độ lại giảm xuống nhưng mức nhiệt độ giảm nhiệt không nhanh, vì vậy trời chỉ rất nhẹ. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ một số nơi trời nắng ấm với nhiệt độ là từ 26 đến 2 7 độ, thậm chí có điểm sắp xỉ 28 độ. Ngày hôm nay, khu vực Bắc Trung Bộ trời cũng nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù chỉ xuất hiện ở một vài nơi và nền nhiệt cao hơn các tỉnh phía Bắc khoảng 1 đến 2 độ. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 25 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi trời có nắng trở lại và mưa chỉ còn mang tính chất cục bộ với lượng không đáng kể. Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là nơi có nền nhiệt và số giờ nắng trong ngày cao nhất trên phạm vi cả nước. Trong đó các tỉnh miền Đông Nam Bộ có mức nhiệt cao nhất trong ngày lên tới 32 cho đến 35 độ, tạo cảm giác khá nóng bức vào lúc giữa trưa. Một số nơi trên cao nguyên như Đà Lạt có mức nhiệt khá mát mẻ, chỉ dao động từ 14 cho đến 22 độ. Với tiết trời ít mưa kéo dài trong vài ngày tới thì đây đang là một địa điểm du lịch cuối tuần đầy thú vị cho các du khách để tránh cái nắng gay gắt ở các tỉnh phía Nam. Đến ngày 22 này, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ được tăng cường trường xuống nước ta gây ra rét đậm trên khu vực Bắc Bộ và mưa trên diện rộng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Đồng thời ở khu vực này trời cũng chuyển rét. Các tỉnh Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít biến đổi. Tiếp theo là phần dự báo chi tiết cho các khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất là từ 22 cho đến 25 độ, có nơi từ 26 cho đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ khu vực phía đông bắc bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, trưa chiều, chiều giảm mây hửng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 cho đến 25 độ, vùng núi uh, có nơi từ 10 cho đến 13 độ về đêm. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây, đêm và sáng sẽ có mưa nhỏ và sương mù, trưa chiều giảm mây hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 cho đến 20 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây có mưa nhỏ ở một vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất là từ 24 cho đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ. Khu vực Trung Trung Bộ Trời mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 cho đến 30 độ, còn nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, còn nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ và nhiệt độ thấp nhất dao động từ 18 cho đến 21 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mới thay đổi ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong khu vực giao động từ 32 cho đến 35 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa ở một vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ, còn nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ khu vực biển Đông, quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc hoạt động cấp 5, nhiệt độ trong ngày phổ biến khoảng 25 cho đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió đông bắc hoạt động ở mức cấp 4 cấp 5, nhiệt độ ngày đêm dao động ở mức 26 cho đến 31 độ. Thưa quý vị, như vậy là các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết có dấu hiệu ấm lên, các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Bản tin thời tiết sáng nay đến đây là kết thúc. Chúc quý vị và các bạn bạn một ngày mới tốt lành xin kính chào và hẹn gặp lại